mày chạy mẹ nó xuống đây đi, rồi tự động ta chở mày đến bệnh viện à. Thôi bỏ xe bên, nó đập tôi trời. Tới giờ thuốc rồi, ngồi giữ thuốc nè. Rồi ông kể coi cái sự vụ gì mà bị đánh giữa trời vậy? Tôi có làm gì đâu, tôi đang đi gì đó cái tôi gặp hai thằng chạy xe tới, cái nó tốt lên hỏi anh ơi đường nào đến bệnh viện, cái tôi nói mày chạy xuống đây nè, xuống cái đường này nè, cái đầu nó hồn xe xuống cái đường đó, cuối cùng nó quậy xe lên nó quánh tôi, nó nói cái đường này cái đường cùng xuống cái bãi cừ mé sông mà sao cứ chỉ tôi xuống đó, nó nói, thì mày chạy mẹ nó xuống đây đi, rồi tự động ta chở mày đến bệnh viện à, trời ơi bỏ xe bên nó đập tôi trời. Cuối cùng nó không thấy bệnh viện mà ông thấy bệnh viện Vậy chứ tôi có biết bệnh viện đâu. rồi không biết chỉ tay chi vậy ông nội. Ủa mà tôi nói đúng mà, kêu nó chạy mẹ xuống sông xuống cừ rồi đó, Ôi là trời. thì tự động ta chở nó đi à, khỏi mất công tìm vậy đó mà nó quánh rồi. Ông á, bị đánh cũng đáng lắm nữa, mười mốt quá đi ra đường không biết thì đừng chỉ ta nghe. Rồi uống thuốc đi, lấy thuốc xuống. Sao hôm gài tôi không thấy bà ăn uống gì chứ nhỉ? Tôi nhịn ăn để giảm cân. Em ơi đừng cố giảm cân, cũng đừng thay đổi bản thân ngoại hình. Một khi tôi đã yêu mình thì ở trong con mắt em chỉ là con trâu sình vậy thôi. Ôi là trời. Bây giờ tôi bay bể đầu. Nghĩ đi khắp thế gian á, không ai yêu anh bằng vợ. Nhưng mà sao ngủ vô rồi thì không ai chửi vợ bằng anh. Chưa. Chứ gì nữa. Ủa anh ơi, mà sao anh hay quá vậy? Hồi nãy giờ vô trong quán đó, mấy cái cặp mà đi vô đó, một sao anh biết là cặp nào vợ chồng, cặp nào là bồ, cặp nào là bạn, sao anh hay quá trời vậy? Trời ơi, nhìn sơ là biết liền chứ gì. Thí dụ như bây giờ bè bạn á, nó mới quen á, hoặc là bình thường chưa có yêu nhau á, thì vô đứa này mua món này, đứa kia mua món kia, rồi nó xứng nhau trả tiền. Còn những cặp nó mới yêu á, thì thằng trai trả tiền, còn vợ chồng á, là vợ trả tiền. Bị vợ giữ tiền, chồng có đồng bạc đó rồi trả. Thấy không? Trời anh hay thiệt luôn á. Thôi, hay vậy dựa cho tôi ra. Bà thấy cả đời không đi đâu mua này mua nọ, bà trả tiền chứ tôi có đồng bạc đâu tôi trả. Bà giữ tiền hết trơn rồi, đơn giản vậy đó. Không biết nữa. Anh ơi, Gì? em cho anh hay một tin mừng nè. Tin mừng gì? Bảo đảm anh sẽ mừng luôn đó. Tin gì nói ơi? Em mới đi coi thầy á. Ừ. Thầy nói hai đứa mình là sống thọ lắm, Ừ. sống tới 100 năm đầu bạc luôn á. Sao anh thấy mừng không? Mừng bà mừng thì có, còn tôi ít trời trời nghe tôi táo quả luôn, mới có 20 năm đây cũng chết luôn trời, cái 100 năm luôn hả? Thầy bố nói gì đó 100 năm luôn á. Thứ gì chịu nổi, trời ơi. Vừa mơ sống bà có 20 năm đây rồi không thể chịu đựng nổi luôn. Cái ước ra không gì mà không vui đó hả? Vui gì bà vui được có, tôi quả Ôi còn trời chết luôn. ơi, gì mà không vui đó. Anh ơi, làm gì vậy? Trời ơi, sửa chiếc xe. Mà anh ơi, gì? Nếu có kiếp sau anh chịu làm chồng em không? Thôi, ngoài đi kiếp sau tôi làm trâu ngựa cho bà ha. Thôi, làm chồng được rồi. À, hay là kiếp này đối xử tệ với tôi nè, kiếp sau làm trâu bò đặng bù đắp nữa phải không? Không phải, kiếp sau tôi nguyện làm con trâu đi đặng nó cày ban ngày không à, còn tôi bây giờ vừa cày ngày cày đêm cực khổ lắm, tôi để làm trâu thôi. Rồi ông sao không đi lo kiếm việc làm rồi đi? Việc làm ở đâu có mà đi trời. Thì mấy bạn ông đó, nó rủ ông lên Tây Ninh á, cầm mũ cao su đó.
Thôi đi, ở Tây Ninh ma dữ lắm. Ma ở đâu đó trời? Trời ơi, bà không thấy mấy người chết hả? Họ hở nước thầy tụng cho về Tây Phương Cực Lạc. Cuối cùng có phước hạnh gì đâu mà về tới Tây Phương Cực Lạc, về tới Tây Ninh xuống trời. Nơi chỗ giờ ma dữ lắm. Tại họ hiểu sai thôi. Chứ Phật á, người ta đã nói rồi, Phật chỉ đường thôi. Mọi người tự đốt đuốc lên mà đi. Phật không có ban phước hoặc là giáng tội ai. Hồi còn sống làm cái chuyện thất đức gì không à, tới chết cái rước thầy tụng cho gì Tây Phương, cuối cùng về tới Tây Ninh xuống chơi. Nên ở đó dùm hai dữ lắm, tôi không đi đâu. Nói ra là biết làm biến rồi. Thôi mà, ở Tây Ninh ma lắm. Dạ, yeah, cái đầu mà sợ ma. Đó, mỗi lần dặn là chạy cả mưa ngồi vậy đó. Tôi không có vô đâu. Thôi đi vô đi. Không. Trời, mới cãi mấy tiếng thì chạy đâu nữa trời. Ôi trời trời, trời mưa làm gì mà cái đây bà nội. Đó, mỗi lần dặn là chạy cái mưa ngồi vậy đó. Tôi không có vô đâu. Thôi đi vô đi. Không. Hồi đó anh nói sao? Trời mưa ướt lấy đồ xanh. Ừ. Ướt anh chịu, ướt em anh buồn. Trời ơi, lại cho buồn chết nữa. Trời ơi trời. Vậy là bà dặm mưa ướt cho tôi buồn đó hả? Ừ. Trời ơi, tôi bó tay luôn rồi. Ờ, ngồi đó đi ha. Tôi buồn lắm rồi, mà tôi buồn ngủ. Rồi, để tôi đi ngủ, ngồi đó đây ha. Tôi bó tay luôn, tôi đi ngủ à. Ủa, ai gọi mình ta? Ủa, sư phụ gọi mình làm gì ta? Alo, có nghe sư phụ ơi. Sư phụ cần gì? Cần tiền. Ủa? Không hổng, con chuyển cho sư phụ 150 triệu rồi mà. Bộ tới giờ không còn sao? Hết rồi, ta đã xài hết rồi. Trời ơi. Rồi bây giờ sư phụ cần nhiêu? Em có ông cho anh mượn 100 triệu. Có một tiền đâu tới 100 triệu trời. Không gài mưa gió màng hồ có được đâu. Rồi đưa 100 triệu rồi chừng nào sư phụ trả? Kiếp sau. Thôi tôi nghĩ mẹ. Trời ơi trời, tiền mình mang cực khó. Cái này được không? Đưa đằng nào là hết đằng ấy trời ơi. Hẹn kiếp sau trả. Không lại luôn rồi. Ôi trời. Đến ngày nào đó ta dừng lại, ta nói thôi, tôi thành công rồi. Người đó là người ngu. Tại người trí tuệ không có hai chữ thành công. Người trí tuệ không có hai chữ thành công. Vậy thầy cho con hỏi với thầy. Theo như thầy là chủ trì chùa, thầy giảng pháp, nói sao đệ tử cũng vỗ tay gần. Rồi thầy đi ra tới nước ngoài giảng chùa chuyện này kia mà ai cũng yêu thích hết, ai cũng ngưỡng mộ hết. Vậy là có gọi là thành công hay không thầy? Suy nghĩ kỹ đi nha. Đâu thầy trả lời coi. Thành công rồi. Trời ơi. Thầy mới nói thành công đó là người ngu. Bây giờ thầy nói gì? Trời ơi, thầy làm thất vọng quá đi thầy ơi. Thôi, mới nói dừng lại nó hai tiếng thành công là kẻ ngu, mà bây giờ thầy đi nói thầy thành công. Có lại không? Nói cái gì cũng nói được.